bus. Bạn có thích câu cá không? Hãy chọn một nơi để đi câu. Có loài cá nào ở đây? Ở ao. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Lưới đánh cá. Hãy giúp tôi tìm nó. Găng tay. Hãy giúp tôi tìm nó. Hộp đồ ăn của cá. Chúng ta hết thức ăn cho cá rồi, hãy làm thêm đi. Cần một ít hạt ngô để làm đồ ăn cho cá. Khi đã sẵn sàng, đồ ăn cho cá phải được đặt trong hộp. Đồ ăn tươi cho cá đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có rất nhiều loài cá trong ao, hãy tìm chúng đi nào. Cá nhỏ đang ẩn nấp, hãy bỏ những lá sen ra. Sau đó cho cá nhỏ ăn. Tôi muốn một con tôm. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Hãy giúp tôi bắt con cá này. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. Hãy giúp tôi bắt con cá này. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Tôi bắt con cá nào. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá.
tôi bắt. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Hãy giúp tôi bắt một con cua. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Hãy giúp tôi bắt một con cua. Hãy giúp tôi bắt. Ồ, chúng ta đã bắt được rất nhiều cá. Bằng bằng một nhãn dáng. Hãy cùng câu cá ở đây nào. Có loài cá nào ở đây? Hãy cùng câu cá ở đây. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Hãy giúp tôi súng phóng xiên. Hãy giúp tôi tìm nó. Ống nhòm. Hãy giúp tôi tìm nó. Bình dưỡng khí. Chúng ta hết oxy rồi. Hãy bơm bình dưỡng khí nào. Trước hết, hãy nối ống không khí. Bắt đầu bơm oxy. Bình dưỡng khí đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có nhiều loài cá đẹp ở dưới nước, hãy tìm chúng đi nào. Hãy theo chú cá nhỏ để tìm đàn cá. Chúng đi nào. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Tôi muốn con cá này. Thank you.
Làm tốt lắm, chuyến đi đánh cá dưới nước thành công. Bằng bằng một nhãn dáng, hãy cùng câu cá ở đây nào.